Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ thực hiện lệnh cách ly toàn quốc trong vòng 15 ngày. Bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, nguyên tắc cách ly được ông Phúc đưa ra là ai ở nhà nào thì ở yên đó. Người dân chỉ được ra ngoài trong một số trường hợp như đi cấp cứu, đi mua thực phẩm. Đối với các siêu thị, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, y tế, các chợ vẫn hoạt động bình thường trước lệnh cấm này. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số khu chợ, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở Sài Gòn, không hề xảy ra tình trạng người dân tranh giành mua đồ. Ngược lại, ở những khu vực này lượng khách hàng còn vắng hơn ngày thường, nhất là thời gian từ trưa sang chiều, nhiều nơi vắng như chùa Bà Đanh. Còn trên các đường phố, lượng người tham gia giao thông từ quận vùng ven vào các quận trung tâm của Sài Gòn càng ngày càng thưa thớt. Không khí của một thành phố đông dân nhất và phát triển nhất cả nước chưa bao giờ lại yên tĩnh như vậy. Có lẽ do người dân đã chuẩn bị sẵn tình huống phong tỏa cả nước vì dịch coronavirus 19, nên từ tâm lý cho đến việc tích trữ lương thực, thực phẩm đã được họ thực hiện nhiều tuần qua. Tất cả như chỉ còn chờ lệnh thực hiện từ nhà cầm quyền. Nhà tôi đâu có tiền đâu mua, không có mua gì hết. Tại vì ở nhà có nước mắm, nước tương sẵn với gạo thôi, rồi mình sống. Tại vì gia đình đâu có tiền để mua dự trữ. Gia đình mình thì có trữ cái gì đâu, tại bán gạo thì có gạo mới trữ gì. Vậy có mua ít đồ hộp mà đồ mà trong siêu thị đó, mua để nhà này, mua cách đây một tuần. Tại vì tuần trước thì người ta bây giờ thấy nó vắng, chứ tuần trước thì đông nhộn nhịp lắm, thì người ta mua đầy đủ quá, thì giờ ta mua chi nữa. Giá cả nó dao động về vấn đề tuần trước, tuần này bị vắng. Thực ra nếu đúng là cái xu hướng mà để buôn bán gạo hiện tại bây giờ thì nó cũng nhiều, không phải là nhiều mà cũng gọi là hơn mọi hơn ngày bình thường chút xíu, chứ chưa đến nỗi gọi là ồ ạt. Ở những cái khu vực khác thì mình không biết, tại vì mình buôn bán ra đây chủ yếu là buôn bán theo cái lĩnh vực trồng xóm quanh quanh đây thôi. Còn ở xa thì mình không có để ý, còn hiện tại ở đây á, khu này á, thì không thấy dao động mấy. Nói chung ra là có, nhưng mà người ta cũng mua từ mấy ngày trước rồi, mình cũng không biết. Còn hiện tại mình cũng bán gạo thì nó cũng ít, nhỉnh chút xíu. Thay vì bán nhỉnh khoảng một vài trăm, vài chục ký hoặc trăm ký gì đó so với mọi ngày. Dự trữ lương thực với này thức ăn thì nhà trong nhà anh thì thực ra thì cũng có mua bao gạo 50 cân. Thế mới vợ mua mấy ký, một ký hạt mè với lại mấy ký hạt đậu phộng á, để rang muối mè ăn cơm. Mới mua được tuần nay rồi. Thế còn thì đồ ăn thức uống thì bây giờ mình là cán bộ công nhân viên chức, lương được có 3.1-3.2 thì làm sao mà đủ ăn. Cái này thì cũng biết, mà theo cái Thủ tướng Chính phủ ra cái nghị định 16 gì đấy thì người dân chúng tôi cũng biết. Thế nhưng mà do cái trái cây của nhà vườn chúng tôi nó vào mùa, thế bây giờ bán không bán thì bỏ. Chúng tôi vẫn tôn trọng cái pháp luật của Chính phủ đưa ra, nhưng với điều kiện chúng tôi không bán hàng một lúc 3 người trở lên, thì bán từng người một thôi, bán cho người ta tiêu thụ đi. Chứ bây giờ nhà vườn xoài với ổi với chuối nó đến mùa thì nó chín, chín thì không bán thì bỏ, phải thu bán để kiếm cơm ăn áo mặc thôi. Chứ bây giờ trái cây như thế này mà nó chín như thế này, nếu không bán thì bỏ, thì người dân chúng tôi chết đói. Đây là nhà vườn chúng tôi đem đi thuê mặt bằng để bán đây này. Vì bây giờ các cái doanh nghiệp họ đóng cửa hết rồi, xuất khẩu không có được, người bán rẻ cho dân nên là xoài như thế này. Mỗi năm chúng tôi xuất khẩu thường là 30-40 ngàn một cân, mà bây giờ tôi bán lẻ như thế này cũng 10 ngàn một cân, thậm chí là đến chiều tối bán có 5 ngàn, 6 ngàn một ký này, để cho người dân người ta tiêu thụ. Chứ bây giờ để lại thì ăn chả ăn được, mà trong khi không có cái tiền để là mua phân do rồi để tái cơ cấu cho mùa vụ năm sau. Bây giờ mình là người dân thì mình phải tôn trọng pháp luật thôi.
Nhưng mà trước khi tôn trọng pháp luật thì mình phải cứu lấy gia đình mình trước chứ. Bây giờ hàng không có, hàng bỏ đây thì mà ăn thế nào được. Cái thứ hai là vẫn biết là như thế, nhưng mà bây giờ mình không bán thì mình để ở đâu? Mà chính phủ thì quy định là không cấm người dân đi mua đồ ăn thức uống, chỉ có cấm là đi tụ tập buôn bán ăn uống cà phê các thứ thôi. Còn đây thì mình bán hàng một người khách một thôi. Đến gần 6 giờ chiều ngày 31 tháng 3, tức chỉ còn hơn 6 tiếng nữa là lệnh phong tỏa cả nước được thực hiện. Nhưng cảnh mua bán của người dân Sài Gòn tại các chợ phường, các siêu thị vào giờ cao điểm vẫn rất bình thường. Dường như chưa bao giờ người dân Sài Gòn lại có một nhịp sống chậm rãi đến như thế này. Có thay đổi chứ. Cái thay đổi ở đây là cái ví dụ như trên phường, trên quận cũng đưa những cái thông tin xuống là những cái hàng quán nào mà tụ tập đông người thì người ta đóng cửa, thì ra đường thấy nó vắng không. Ở chợ thì người ta vẫn đi chợ mua rau cỏ này kia bình thường, còn những cái mặt hàng khác thì mình không biết, mình chỉ biết mặt hàng gạo mình thấy cũng vắng đó. Anh ở nhà anh đợi ai gọi điện thì anh đem đi giao cho người ta, bán cho người ta. Chứ bây giờ để thế này thì cái này heo nó chán được, gà nó chán được, chỉ có bỏ thôi. Nói chung là hồi mấy một tuần trở lại đây thì rất là ít khách. Người ta đi mua, người ta đã, ví dụ trước người ta 10 người đi chợ thì bây giờ chỉ còn 3 người thôi. Nhưng mà 3 người đấy thì người ta lại mua số lượng nhiều lắm. Ví dụ trước người ta mua, một người chỉ mua 2 trái ăn thôi. Nhưng bây giờ người ta mua 5, 7 trái, 10 trái về người ta để dành đấy. Người ta ăn trong tuần, mỗi tuần người ta đi chợ có lần thôi. Mà người ta căn lúc nào ít người, đấy em thấy quay ra chợ này cũng có người. Chúng tôi tường trình cho đài SPTN tại Sài Gòn. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.